Mẹ, mẹ, mẹ. Dạo này bạn mỡ nhiều quá. Mỡ mới ngon chứ. Chị ăn xong cái nước mỡ nó nhiễu. Ngon quá. Trời ơi mẹ ơi, ăn ăn mỡ nhiều quá muốn ói luôn á mẹ. Gái đứa bởi vì hèn gì giờ này như có chồng mà phải. Đang ăn muốn tự ói ói tự kỷ. Ăn mỡ rồi ngon quá. Mẹ. Hả? Con thấy mẹ ăn mỡ nhiều lắm luôn đó. Mẹ lớn tuổi rồi, ăn mỡ ít ít lại cho tốt cho sức khỏe mẹ. Trời ơi, con nói vậy là con sai trái con bậy lắm luôn nghe con dâu. Dạ. Con là spa, con không biết gì hết trơn á. Ăn mỡ nhiều tốt cho sức khỏe cho nên mẹ mới ăn đó. Ủa gì kỳ vậy? Xưa giờ đâu bao giờ nghe ăn mỡ là tốt đâu mẹ. Như vậy là con không biết rồi, cả nhà này không ai biết hết trơn. Trong mỡ nó có chất collagen. Ăn collagen, người ta còn uống collagen, còn sức collagen. Giờ có mỡ tự nhiên, tại sao mình không ăn? Ăn vô đẹp da, đẹp dáng, chống lão quá hay chưa? Cho nên mẹ ra ăn mỡ nhiều. Nè, nói cho mọi người biết, mai mốt trong nhà này mỡ sẽ nhiều hơn nạ. Ok. Hả? Alo, tôi nè. Sao? 6 giờ 13 phút tới hả? Rồi 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 rồi, để tôi nói lại với gia đình tôi. Sao? Mặc cái gì cũng được hết, miễn không thấy đẹp là được rồi. Nhà tôi không có câu nệ nha. Rồi rồi rồi. Ủa, ai tới nhà mình vậy con? Hôm bữa con có kể với ba mẹ con có bạn phổ thông á, tên là Phong. Con định giới thiệu cho Úc. Cái cậu gì mà con nói bạn con mà học tiến sĩ tinh học vậy đó hả? Dạ đúng. Được đó. Thôi đi. Cái gì mà chưa gì mà nghe hẹn 6 giờ 13 phút nghe là thấy chướng chướng sao á. Thấy kỳ cục quá. Mà thôi bỏ qua cái vụ làm mai làm mối này đi. Em cũng không có thích mấy người học IT đâu. Suốt ngày cắm mặt vô máy tính. Thôi không chịu. Ủa? Không chịu. Thử nhỏ này thì sao? Tình đâu có duyên sao? Còn nè. Sau này mấy cái chuyện nhạy cảm như vậy con phải nói cho khéo. Em còn thấy vậy chứ. Nó hay mắc cỡ lắm. Không, mai mốt đừng có thể là mai là mối gì hết. Nó muốn có thích ai thì để nó chọn đi. Mà họ rất đồng đồng lên. Bà này gì cũng vậy? Phải tạo điều kiện cho con mình nó có bạn chứ. Thì mỗi lần con nhỏ này nó là mai là mối thì con kia nó nhảy đồng đồng nó có chịu đâu nè. Đúng là trong cuộc đời có 4 cái ngu. Cái ngu đầu tiên á là làm mai cho người ta. Nè, chị gọi cho ai vậy? Đang nhắn tin hồi nó nè. Cô không thích. Ủa, nãy giờ đâu có ai nói hồi cuộc hẹn gì đâu. Dạ ơi. Dạ. Hết. Dạ. Ôi chết. Đúng giờ quá vậy cha. Chứ sao. Vô vô vô. Dạ. Chào. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Chào cô. Lịch sự đẹp trai mẹ thích rồi đó. Chờ chút nghe tôi kêu Lý xuống nha. Ê cha, làm IT hay phong thủy vậy? Trời, tôi nói thiệt các bà hả, IT BT tôi cũng biết hết á. Ra đây con, ra đây. Ra rồi, ra rồi. Ôi ôi, dở cái quạt cho người ta thấy cái nhan sắc của mình. Che vậy sao người ta thấy. Đi xuống xuống này, từ từ nghe xuống. Mà thấy đường xuống không? Từ từ. Từ từ. Mà khoan mở. Cậu Phong, cậu cho tôi hỏi cậu là nếu mà con gái tôi nó không đẹp mà nó xấu thì cậu nghĩ thế nào? Bác đừng có nói như vậy. Bác nói như vậy là bác xem thường con rồi. Là sao? Con á, không phải là những người trọng cái đẹp đâu. Xấu đẹp không quan trọng. Mà quan trọng nhất á là tấm lòng bên trong của người phụ nữ. Ôi trời ơi, tim ta đau quá mẹ. Trời ơi, hôm nay tôi đi nhập viện khó thở nữa rồi. Trời ơi, nghe chưa con? Dạ con trời, nghe rồi. Trời ơi, con người không có quan trọng sắc đẹp mà chỉ là tâm hồn thôi. Mở quạt ra cho anh. Dạ em chào anh. Ủa Lý Dẹo Phong Hồn. Trời. Ủa sao không ở đây? Ủa hai đứa quen nhau hả? Trời ơi, con với nhỏ này á, còn là admin trưởng của cái fanpage mà hỏi những người ế bất khuất nữa. Trời ơi hả? Hồi nãy hai đứa mới chat với nhau mà, chúc nhau là sớm ra khỏi họ
hội. Ủa sao giờ ông xuất hiện ở đây vậy? Khoa. Ê, nếu vậy hai đứa quen nhau thì hai người có thể đến được với nhau hay không? Sao được? Sao vậy? Thằng này nó khùng lắm. Nhỏ này nó dẻo lắm. Ôi. Tim ta đau quá men. Mẹ. Đầu óc ta quay cuồng. Con mắt ta nổ đơm đớm. Trời. Mẹ ơi. Bình tĩnh mẹ ơi. Chắc là do ăn mỡ và là ăn ngọt quá này nè. Gọi điện thoại bác sĩ giùm tôi cái. Mẹ ơi. Alo, bác sĩ máy tính hả? Cái gì bác sĩ máy tính? Bác sĩ cấp cứu chứ. Trời ơi mẹ ơi. Alo. Mẹ. Bác sĩ ơi. Bây giờ này có mặt bác sĩ nghe tôi hỏi nè, trong giấc mỡ nó có collagen mà mình càng ăn mỡ nhiều thì làm như collagen á làm cho mình đẹp da đẹp dáng chống lão quá, đúng không bác sĩ? Trời, đó giờ con chưa bao giờ nghe ai nói mà ăn mỡ mà tốt hết trơn á. Cái này là ai nói cho mẹ nghe vậy? Bà bạn của mẹ bán tóp mỡ trên tờ hóc môn bà nói đâu. Trời, thôi rồi, người ta bán tóp mỡ thì người ta phải nói vậy thì mẹ mới mua nhiều mỡ. Thôi đừng nói nhiều đi, bây giờ có mặt bác sĩ đi. Bác sĩ nói sao bác sĩ? Dạ. Ăn mỡ đẹp da đẹp dáng đúng không, chống lão quá đúng không? À, thực sự thì ăn mỡ hoàn toàn không có chứa collagen là giúp đẹp da. À, trong chất mỡ nó có rất là nhiều thành phần có hại cho cơ thể. Nếu mà ăn nhiều mỡ có thể dẫn đến cái rối loạn lipid máu, đặc biệt mà những cái mỡ xấu, đặc biệt là LDL, nó có ảnh hưởng rất là nhiều trên tất cả các cơ quan, mà quan trọng nhất là cái bệnh lý biến chứng trên não, trên tim. Với trên não có thể là bị tai biến mạch máu não, trên tim dẫn đến cái bệnh động mạch vành rất là nguy hiểm, có thể gây thiếu máu cơ tim hay nhồi máu cơ tim, rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta ăn cái chế độ ăn rất là nhiều mỡ. Trời ơi, vậy mà bà nói tôi là có collagen rồi đẹp vậy, trời đất ơi, vậy là ăn mỡ hại mà khổ. Cái bây giờ tôi ghiền rồi, giờ sao vậy trời? Trời, giờ mẹ ghiền ăn mỡ luôn á hả? Đó. Ừ, mỡ nó béo béo ngon lắm con. Thôi không được đâu. Nhưng mà bác sĩ ơi, bây giờ nếu mà... Ví dụ như tình trạng tôi mà ăn mỡ nhiều quá là tôi bị gì? Nếu mà ăn mỡ nhiều quá ha, dễ thấy nhất đó chính là thừa cân và béo phì. Bởi vì cái mỡ năng lượng nó rất là cao ha, dễ nó tích tụ. Mà nếu mà mỡ nhiều quá thì nó tăng ở trong máu, nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều cơ quan ha. Nó ảnh hưởng tùm lum nơi hết trơn. Là cái gì mà ta nói gì mỡ trong máu gì đó hả? Đúng rồi. Rồi kết quả của mẹ em hồi nãy. Khoan, bây giờ nghe tôi hỏi nè. Thí dụ giờ tôi lớn tuổi nè, tôi bị mỡ trong máu rồi, những đứa nhỏ trẻ vậy nó có bị cái bệnh đó không? Cỡ em có bị không bác sĩ? Cái tình trạng mỡ trong máu có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, tại vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà quan trọng là cái chế độ ăn và lối sống của mình. Do đó những người trẻ thân hình cân đối cũng có thể bị mỡ trong máu. Ủa, thân hình cân đối vẫn bị luôn? Mà nếu mà bệnh vậy thì mình sẽ cử ăn mỡ. Mình sẽ hạn chế, mình sẽ thay đổi cái chế độ ăn ha, rồi tập luyện thể dục thể thao. Rồi bên cạnh đó là nếu mà mỡ máu cao quá thì cần phải điều trị là dùng thuốc. Điều trị dùng thuốc? Vậy là có cần phải nhập viện rồi theo dõi hay là gì không bác sĩ? Ghê với mẹ đâu đến nỗi vậy, tự nhiên mình hỏi nhập viện cái gì mà ảnh hưởng não, ảnh hưởng tim gì đó. Bởi vì thì mẹ cũng sợ nè. Không, cái tình trạng của bác ấy, đầu tiên là cần, với kết quả này thì mỡ máu rất là cao, hay cái điều quan trọng cơ bản là mình phải thay đổi cái chế độ ăn của mình, rồi tập luyện thể dục, và cái quan trọng với chế độ ăn của mình là phải hạn chế tối đa cái lượng mỡ của mình, đặc biệt là mấy cái mỡ mà mỡ bão hòa từ cái động vật, ví dụ như là mỡ heo, mỡ gà, rồi các sữa, bơ, phô mai vân vân ha, thì mình phải hạn chế những cái loại mỡ đó, ưu tiên những cái loại mỡ mà nó có lợi cho cái hệ tim mạch của mình, ví dụ như từ cái thực vật chẳng hạn, ví dụ như dầu nành, dầu mè, hoặc là từ dầu cá thì nó có lợi cho tim mạch của mình. Trời ơi, mẹ. Tôi sanh ra là để tôi sống, mà tôi đã sống trên đời là ăn, mà giờ tôi thèm ăn mỡ, không cho mỡ rồi, được rồi, tôi chịu. Ôi. Mấy người tôi qua uống dầu chịu chưa? Trời ơi, thiệt à. Nhưng mà uống dầu thì sao bác sĩ? Cũng đâu có được đâu, phải không bác sĩ? Đúng rồi, cái lượng mỡ mình nên hạn chế ở cái mức vừa phải. Do đó mà ở một cái lượng mỡ chỉ tối đa chỉ cho 25% tổng cái nhu cầu năng lượng của mình. Do đó không phải là không ăn mỡ thì uống dầu là cũng không có đúng. Dầu cũng giảm luôn hả? Dạ, đúng rồi. Thôi tôi ăn chay cho vừa lòng mấy người. Rồi nên thí dụ như mà cái triệu chứng của tôi bị vậy đó ha, thì bây giờ chế độ ăn uống tôi là phải giảm hả? Phải giảm, đầu tiên quan trọng nhất là phải kiêng mỡ, hạn chế mấy cái mỡ bão hòa từ cái động vật như đã nói. Yeah. Cái thứ hai là phải ăn nhiều cái chất xơ có trong rau củ quả ha. Tại vì cái chất xơ nó làm cho cái lượng mỡ trong thức
ăn của mình nó giảm hấp thu trong cơ thể thì nó có tác dụng là tốt, có thể là làm giảm cái cholesterol LDL trong mỡ của cô giống như tình trạng bây giờ. Nghĩa là vừa kết hợp ăn uống vừa kết hợp tập thể dục. Thì là từ bây giờ nhà mình ăn rau nhiều hơn ăn mỡ ăn thịt. Nghe nói không? Dạ. Nghe nói vậy chưa? Cho nên đó, mẹ không có làm cái gì hết ở nhà, mẹ tập ở không mẹ đi tập thể dục thôi. Tụi con phải làm tụi đó. Tụi con cũng vậy, tụi con cũng phải vừa tập mà vừa ăn rau nhiều đúng nữa. Đúng rồi, chứ đừng có để làm biếng mà để cái gì cũng tôi làm hết đó nghe cô. Dạ cảm ơn bác sĩ nha. Trời ơi, ở nhà thì nói gì con nó cũng cãi rồi mà mẹ thì cũng không không người không hiểu biết. Đó trời ơi, một hai nói là collagen là cái thịt đó, ở trong mỡ nó có collagen. Trời ơi, tôi nghe bậy bạ không à. Nhờ bác sĩ tư vấn nghe tôi thấy nhẹ người rồi. Tôi biết là tôi có bệnh rồi, tôi sẽ hạn chế lại để giữ gìn sức khỏe để sống lâu với con cháu. Rồi có chuyện gì mẹ vợ mẹ con tôi mà không biết về cái vụ mà ăn uống này á thì nhờ bác sĩ tư vấn giùm nha. Dạ, mọi người trong gia đình mình và tất cả mọi người nếu có vấn đề gì thì cứ alo bác sĩ nghe. Cố lên chút nữa. Cố lên chút nữa. Chút xíu nữa là được. Mệt quá cô Hiếu à. Trời ơi, cái gì mà mệt. Lại đây nói nghe coi, mệt cái gì mà mệt. Cái bài này rất là tốt cho con. Cái bài này con sẽ tăng chiều cao mà con gọn luôn. Con cố lên chút xíu nữa sẽ được nha. Nghe lời bác Lý nha. Nhảy lên, cố lên chút nữa. Rồi, 2, 3. Rồi, rồi. Lên, lên, nhảy lên. Lên chút nữa. Rồi. Em Mơ ơi, sao em buồn quá vậy? Nãy nhà này ai cũng nói em lùn mất á. Mà em lùn thiệt mà. Em nghĩ chơi chị luôn. Ê, chị giỡn á. Chứ nhìn em dễ thương nè, mộm mỉm như là cái bánh hamburger vậy á, nhìn ai cũng muốn cắn một miếng. Nhưng mà sao chị nhìn em không những buồn mà sao còn nhìn có vẻ mệt mệt nữa vậy? Cô Lý bắt em nhảy cao hoài à. Thì tại vì cô Lý thương em cho nên là cô Lý mới bắt em nhảy cao như vậy, để sau này em còn cao như hươu cao cổ luôn. Mà với lại á, chị thấy em dễ thương đó, chứ mà chị thương em nhất nhà này luôn á. Cho nên đừng có buồn nữa nha. Nha. Ủa? Nhưng mà sao mặt em nó cứ có mấy cái hộp hộp gì vậy? Không có. Chắc em bị mũi cắn hay gì đó chị ơi. Nhưng mà đó giờ phòng chị làm gì có mũi đâu. Có khi nào là em bị cái gì không? Em cũng không biết nữa. Đến giờ đi ngủ rồi em. Hamburger về phòng ngủ đi. Em muốn ngủ đây, trong phòng em không có chuyện. Giờ đây chị đi xin mẹ em nha. Hamburger. Đi về ngủ với mommy. Mommy cũng mệt, cũng ngủ đây. Trời ơi sao được, đây phòng của chị Hana, con ngủ như vậy là làm phiền chị lắm, không được, con về ngủ với mommy đi, mommy nhớ con. Đi, đi về với mommy đi mà. Con muốn ngủ đây. Con muốn ngủ đây hả? Không sao đâu cô cứ để hamburger ngủ đây với con đi, không sao. Con cho em ngủ đây hả? Dạ. Trời ơi, nó bự con gì đó, nó nằm nó nặng lắm á, nó sập giường con á, được không? Dạ không sao đâu, cô cứ để hamburger ở đây với con đi. Vì là không có phiền phức gì con, dạ. Phải không? Vậy giờ cô cho hamburger ngủ đây với con đêm ha. Dạ. Vậy thôi mommy. Đi về phòng mommy ngủ một mình nha. Con ngủ đây nha. Dạ. Good night boy. Bye bye mommy. See you tomorrow. Bye con. Ngủ ngon nha. Cô nghỉ chưa? Dạ. Em nằm xuống nghỉ đi hamburger. Hamburger, em sao vậy? Hamburger, em có sao không? Sao tay chân em nổ cái hộp gì vậy? Cô Lý, cô Loan ơi! Hamburger nó nóng quá nè! Con... Trời ơi! Con sao ơi. Sao vậy con? Con có sao không? Mâm mì nè! Trời ơi! Nóng hả? Con đi lấy nhiệt kế! Trời ơi! Con ơi! Sao mà... Trời, sao nó sốt quá vậy nè? Trời ơi! Đưa nhiệt kế, đưa nhiệt kế! Đưa nhiệt kế coi!
Em thấy cái chuyện này á là cũng tại chị đó. Cái gì mà tại chị? Chị bắt thằng nhỏ nhảy để cho cao, cho khỏe đó. Mà cuối cùng nó khỏe có cao gì đâu. Cuối cùng cái thằng nhỏ giờ sốt luôn đó. Thì cái về đây. Không phải. Em nhìn đi, đó. Nó nổi mấy cái hộp này là sốt phát ban nè, chứ không phải là do chị đâu. Nhưng mà sốt phát ban là cái bệnh này là phải né gió, tắt máy lạnh đi con. Cái bệnh này là phải kỹ lắm nè. Bao nhiêu độ vậy? Trời ơi, nó tới 38.5 độ luôn rồi. Thật sự tôi cũng dối trí quá. Hana, đi xuống tủ thuốc lấy thuốc hạ sốt, nhanh lên con. Dạ. Chết rồi. Cái bệnh này là phải tránh gió nè. Em sẽ đưa con em đi về lại phòng của em. Con ơi, để mong mẹ nghe. Né, không được. Em, không được. Nó đang sốt như vậy mà em di chuyển là bị vỡ mạch máu đó. Chị nói là không được. Để nằm đi. Chị ơi, cái con nhỏ mà đi lấy thuốc hạ sốt đâu rồi? À, không được luôn. Sao vậy? Chị thấy là bây giờ hamburger đang rất là nặng. Kiểu này là cũng không uống hạ sốt được luôn. Bây giờ phải sao chị? Chị giúp em đi. Con em đẻ ra mà em rối quá, em không biết cách giải quyết nữa. Bây giờ phải sao chị? Hả? Alo, bác sĩ ơi. Bác sĩ giúp cho tôi. Tôi có thằng con trai mà tự nhiên bây giờ cái người nó nổi sợ lên rồi nó sốt quá trời. Nó bị cái đó là nó bị cái gì vậy bác sĩ? Cháu nó mới sốt, hôm nay là ngày 1 hay ngày 2 rồi mẹ. Dạ, nó sốt cũng được 2-3 ngày nay rồi. Rồi nó phát ra, chấm đỏ dạ, đúng không? Nó phát ra đầy người hết trơn rồi, tôi nhìn tôi sợ quá. Nhưng mà bây giờ còn sốt không? Dạ, cũng có khi sốt, có khi không. Mà cái mắt cháu nó có đỏ lừ lên không? Nó đỏ lên luôn. Rồi, có chảy mũi ho không? Chảy mũi ho luôn, sốt luôn. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh nha. Dạ. Hiện tại đó, ở tại Việt Nam của mình nè, báo chí đang rần nè, là đang có dịch sởi đó. Có khả năng coi chừng con nhỏ của mình ở nhà mắc sởi nha. Trời ơi, sợ quá. Chị đã nói với em rồi, em cứ cãi chị không mà bé mình là bị sởi á, là hả mình phải tránh gió, tránh nước, tránh máy lạnh, tránh hết luôn. Ăn uống cũng tránh luôn. Ủa gì là mình ăn uống mình tránh, mình không cho ăn hay là sao? Cái này là cô của bé phải không? Dạ, cô. À rồi, thôi gia đình bình tĩnh giùm cô My nha. Hiện tại đó thì cái sởi đó là một cái bệnh lý mà do con siêu vi gây ra. Và khi mà cháu nó mắc sởi mình không có cần phải kiêng cữ nhiều như vậy đâu. Chăm sóc trẻ bị sởi phải thoải mái, vẫn tắm rửa như bình thường. Thậm chí là mình có thể nằm điều hòa máy lạnh nha. Chị cứ nói là không có được, phải là cho nó chùm ấm mà trời ơi, người nó bị như vậy. Bắt nó mặc đồ dài, nó ngộp. Nó ngứa quá, nó ngủ không được nha. Nhưng mà khi mà bị vậy rồi giờ mình phải làm sao hả bác? À bây giờ cái điều trị ha mẹ ha. Thì bệnh sởi là do một cái loại siêu vi hay còn gọi là virus. Do đó cái điều trị của mình là tuyệt đối không có dùng kháng sinh nha. Bệnh sởi thì đa số nghe thấy ghê vậy đó, thành dịch vậy đó, nhưng mà đa số là lành tính ha. Chỉ có một số ít trường hợp là có biến chứng qua viêm phổi nè, rồi có thể biến chứng qua viêm mắt, ngay cái mắt cũng là ảnh hưởng nè, hoặc là não thôi. Nhưng mà nếu mà bé nó ở nhà chăm sóc cho trẻ, cách ly tốt với những trẻ khác ha, ăn uống dinh dưỡng thoải mái cho trẻ và theo dõi những cái biến chứng nặng thôi. Cái này lây hả bác? Lây. Người lớn cũng có thể mắc sởi nha. Bệnh này lây nhanh qua đường hô hấp. Chết rồi. Vậy là đừng có cho thằng nhóc nó ở chung với Hana. Phải cách ly ra. Chính xác. Nhưng mà những bé nhỏ ở nhà của mình cũng phải được tiêm ngừa tốt nha, để phòng tránh bệnh sởi, bởi vì nó lây nhanh lắm ha. Chỉ cần là tiếp xúc gần ho cái là giọt bắn nó bay qua, mình hít vô cái là cũng có thể bị dính đó nha. Mà bác sĩ cho tôi hỏi, nếu mà nó đã sởi một lần, có bây giờ nó sau này nó lên lần thứ hai nữa không? À may mắn á, sởi đôi nếu mà cái miễn dịch của mình tốt á ha, thì ít khi nào mình bị lại lần thứ hai lắm nha. Ôi vậy hả? Mà bác sĩ cho tôi hỏi á, là khi mà manh nó bị mấy cái chấm như vậy á, xong rồi nó lành vết thương rồi bao nhiêu ngày nó lành, mà nó lành xong nó có bị thẹo hết người nó rồi không? Cô My nói cái diễn tiến của bệnh sởi cho gia đình nghe để mình đừng hoang mang quá. Dạ. Thì cháu nó có thể là sốt 1-2 ngày ha, rồi sau đó là nó phát ban. Nó phát ban thứ tự là đầu, mặt, cổ, thân người rồi mới lan ra tay chân nha. Và thông thường là 7 ngày, 5 đến 7 ngày sau hết sốt,
rồi ban nó mới bắt đầu là nó mới ngưng phát. Và có thể là 7 đến 14 ngày sau ban nó lặn. Và đặc biệt của cái bệnh sởi này nó khác với những cái bệnh sốt phát ban siêu vi thông thường đó, là khi mà ban nó ngưng rồi đó, nó bay đi á, thì nó sẽ để lại những cái dấu chấm đa thâm trên người cháu, hay người ta còn gọi là vết vằn da hổ đó ha. Nhưng mà thật sự này không để lại sẹo đâu, gia đình đừng có lo. Nhưng mà những cái vết vằn da hổ gì đó là khi nào thì nó mới hết? Trung bình thì có thể nửa tháng đến một tháng, tùy cơ địa của từng bé ha, thì nó có thể là sạch nha. Còn nó lặn hết luôn, không cần dùng thuốc gì hết. Bác sĩ cho tôi hỏi á, vậy là cái bệnh sởi với cái bệnh đậu mùa là khác nhau hả bác sĩ? Khác ha. Bệnh sởi với là bệnh thủy đậu là khác nè, sởi với là sốt phát ban là khác nha. Thủy đậu á là mẹ thấy là nó cũng là có những cái chấm chấm ban, nhưng mà ở trên cái nền chấm ban nó nổi bọng nước. Bệnh nó nổi bọng nước. Đó cũng là một bệnh do siêu vi, nó cũng có thể tạo thành dịch luôn. Và hiện tại sởi, thủy đậu đều có thuốc chủng ngừa hết. Vậy là bây giờ nếu mà con tôi nó bị bệnh sởi rồi á, mà khi nó hết rồi tôi có cần phải đi chích ngừa sởi nữa không, hay là thôi không cần chích nữa? Nếu mà cháu nó đã bị mắc sởi rồi thì trong cơ thể của cháu nó sẽ có cái miễn dịch chủ động, nó bền vững hơn là cái miễn dịch do tiêm ngừa. Do đó con không cần phải đi tiêm ngừa nữa. Vậy hả? Chị cũng mừng. Dạ bác sĩ ơi, mấy đứa cháu nhà có một đứa là nó đã từng bị sốt phát ban, mà giờ tới hamburger là bị sởi. Thì hai cái bệnh đó nó sao cô đó? Thấy nó hơi giống nhau. Đúng không? Nó cũng sốt rồi ra mấy cái bàn đỏ đỏ đúng không? Rồi hai cái bệnh này cái triệu chứng thì có vẻ giống nhau vậy đó. Nhưng mà nó khác đó nha. Bác sĩ sẽ chỉ cho gia đình cái cách phân biệt ha, cũng dễ lắm ha. Thí dụ cái sốt phát ban và cái sởi nó đều do con siêu vi gây ra, đều là do siêu vi, không cần phải điều trị thuốc men gì đặc hiệu hết, mà theo diễn tiến tự nó sẽ lành ha. Nhưng mà cái sốt phát ban siêu vi nó sẽ ít nguy hiểm hơn. Thường á là cháu nó sốt từ 3 ngày có thể đến 5 ngày hết sốt, khi mà mình thấy bạn trổ ban ra là nó khỏe, nó hết sốt, nó vui vẻ bình thường. Còn cái sởi đó giống như bé nhỏ nhà mình đó, mẹ thấy không? Là sốt nhưng mà vẫn còn ra ban, vẫn sốt và kèm theo những dấu hiệu rất là mệt ha, chảy nước mắt, mắt đỏ ke lên, rồi chảy mũi, rồi ho ha. Và hai cái bệnh này là nó khác nhau nha. Cái sốt phát ban siêu vi thì thường là lành tính ha, và trẻ nó có vẻ khỏe hơn. Còn cái sởi thì nó có biến chứng nha. Dạ bác sĩ ơi, cho tôi hỏi, nếu mà tôi bây giờ tôi muốn ngăn ngừa cái bệnh sởi á, để tôi mai mốt tôi hướng dẫn những người khác á, thì mình có cái cách nào để phòng ngừa không bác sĩ? Cái phòng ngừa của sởi đó hiện tại á, thì ở Việt Nam mình vẫn là nơi lưu hành dịch sởi cao trên thế giới nha. Do đó một trong những cái biện pháp phòng ngừa tốt nhất đó là tiêm chủng đó mẹ. Thông thường á, là ở nước ngoài người ta sẽ khuyến cáo tiêm chủng ở trẻ trên 12 tháng tuổi. Do Việt Nam mình lưu hành dịch sởi cao nên thành ra các bác sĩ sẽ theo Bộ Y tế khuyến cáo cho chúng ta tiêm ngừa sởi lúc 9 tháng tuổi. Ủa vậy trong gia đình của em bây giờ là bé đang bị nè, bây giờ những người còn lại bây giờ có cần chích không? Đa số là người lớn của mình á là sẽ có miễn dịch của sởi. Nếu mà mình thấy rằng là mình coi nè, nếu mà mình chưa được tiêm ngừa sởi đó đối với những bé nhỏ đó thì phải nhanh chóng đưa bé đến cơ sở y tế để bác sĩ tư vấn coi có cần phải tiêm ngừa sởi trong cái mùa dịch này hay không nha. Và đa số các bạn nhỏ trong cái mùa dịch này nên có 2 mũi sởi để được bảo vệ. 9 tháng tuổi là mình tiêm 1 mũi nè, thì 6 tháng sau cái mũi 9 tháng tuổi đó, con sẽ được tiêm nhắc lại với mũi kết hợp là sởi quai bị rubella. Còn đối với những bạn nhỏ mà trên 1 tuổi rồi đó, thì bạn sẽ tiêm luôn cái sởi quai bị rubella kết hợp luôn nha. Hay quá, cảm ơn bác sĩ tư vấn hay quá, rõ ràng mà tôi rất là hiểu luôn đó. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bác sĩ cho tôi tư vấn thêm một câu nữa là cái trong cái lúc mà nó bị sởi thì mình cái biến chứng nó xảy ra thì mình phải phòng ngừa như thế nào và mình điều trị như thế nào, và có trên thế giới này có đứa trẻ nào á nó khi mà nó bị sởi mà nó bị phát bệnh sởi mà nó bị chết không? Thì cái dịch sởi đó ở trên thế giới trước đây nó tạo thành dịch và nó rất là nguy hiểm. Và đa số những trẻ mà tử vong á, do bệnh sởi đều là liên quan đến biến chứng của sởi này, giống như bác sĩ có nói với gia đình đó, là biến chứng viêm phổi nặng nè ha. Có thể là ảnh hưởng đến những cái nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương nè ha. Thì nếu mà trên một cái cơ địa trẻ mà nó có bệnh lý nền mãn tính, ví dụ như là tim bẩm sinh nè, trẻ sinh non ha, hoặc là bệnh phổi bẩm sinh hoặc là mãn tính, thì những cái đợt nhiễm trùng này của trẻ có thể làm cho trẻ nặng và có thể tử vong.
nha. Còn đa số nếu mà ở trên cơ thể của trẻ mà miễn dịch tốt ha, trẻ bình thường ha, thì những cái chứng dịch sởi này mình có thể theo dõi những cái biến chứng như là viêm phổi. Vậy khi nào coi chừng con mình có biến chứng ha, ví dụ như là con nó sốt cao liên tục ha, ho rất nặng, thở mệt nha, nôn ói, đau đầu ha, hoặc thậm chí co giật, là coi chừng con mình có biến chứng nha, là phải đi gặp bác sĩ ngay, đi cấp cứu ngay để điều trị biến chứng của bệnh sởi nha gia đình nha. Dạ dạ dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, bác sĩ nhiệt tình quá à. Dạ. Chúng tôi là cảm ơn bác sĩ đã tư vấn cho tôi để mai mốt tôi biết cách phòng ngừa cho mọi người ở trong nhà, hay là như con tôi bây giờ tôi phải về tôi chăm sóc cho nó kỹ càng hơn. Bệnh sởi nhớ giùm bác sĩ là phải đi khám, chứ mình không có được ở nhà mình tự chẩn đoán nha, hoặc là tự điều trị. Mình phải đi khám ha, để mà bác sĩ theo dõi có biến chứng hay không. Và những người trong gia đình mình đều phải phòng ngừa tránh lây nhiễm qua đường hô hấp nha. Thí dụ như là bạn nhỏ ở nhà phải cách ly với những trẻ khác ha. Và có thể phải đeo mask á nha gia đình nha. Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Rồi. Bác sĩ xin chào. Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Mai mốt mà trong nhà có bé nào bị bệnh gì hay là liên quan tới sỏi hay phát ban này nọ nhờ bác sĩ tư vấn tận tình. Dạ cảm ơn bác sĩ. Gia đình cứ yên tâm, có gì thắc mắc thì cứ alo bác sĩ nghe.